Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết trên kênh VTC16. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay 15 tháng 9, hiện nay mưa dông đã xuất hiện trên khu vực giữa và Nam Biển Đông. Gió Tây Nam ở khu vực từ Bình Thuận tới Cà Mau đang hoạt động mạnh dần lên. Dự báo từ đêm nay, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau tới Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau và vùng biển từ phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Với thời tiết trên đất liền, cảnh báo mưa lớn ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ cũng từ đêm 15 tháng 9 cho đến khoảng ngày 17 tháng 9. Ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ 50 cho tới 150mm một đợt, có nơi là trên 200mm một đợt. Những nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Mưa lớn cục bộ cũng sẽ xảy ra từ khu vực ở Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, một số nơi sẽ có mưa với lượng mưa là từ 20 cho tới 40mm và có nơi là trên 70mm. Thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều tối và tối. Cảnh báo mưa dông và gió mạnh trên các khu vực có khả năng kéo dài trong vài ngày tới. Bà con cần chú ý để sắp xếp công việc, di chuyển, sản xuất, chăn nuôi cho phù hợp, đặc biệt là với người lao động trên biển và trên các nương rẫy, cạnh sông suối, thường xuyên phải nghe ngóng, theo dõi diễn biến thời tiết mưa sông lốc để kịp thời ứng phó. Thưa bà con, trước điều kiện thời tiết mưa bão không thuận lợi như hiện nay, theo khuyến cáo của các chuyên gia chăn nuôi và thú y, người chăn nuôi cần chủ động các biện pháp phòng bệnh cúm gia cầm H5N1 có hiệu quả với các biện pháp như sau. Chọn mua con giống đã được ngành thú y kiểm tra và kiểm dịch động vật thực vật. Đối với gia cầm khai thác trứng, khi mà thả nuôi vào chuồng khoảng 15 ngày tuổi, cần tiến hành tiêm vaccine phòng cúm AH5N1 mũi đầu tiên, sau đó thì cứ 6 tháng sẽ tiêm nhắc lại. Đối với gia cầm thịt, chỉ cần tiêm một mũi vào lúc 15 ngày tuổi cho đến khi xuất bán. Riêng đối với vịt, cần tiêm vaccine cúm AH5N1 mũi thứ nhất vào 15 ngày tuổi và tiêm mũi thứ hai vào khoảng 28 ngày tuổi. Song song đó thì thường xuyên phun thuốc tiêu độc khử trùng, chuồng gia cầm và môi trường chăn nuôi, nhất là cần thực hiện các biện pháp xử lý phân gia cầm tươi bằng chế phẩm M, sau đó thì ủ phân trong thời gian từ 15 cho tới 20 ngày để phân hoai mục hoàn toàn nhằm giảm mùi hôi cũng như là hạn chế phát sinh mầm bệnh và đồng thời còn tạo được nguồn phân hữu cơ truyền thống sử dụng tốt cho cây trồng. Và nếu như phát hiện gia cầm nhiễm cúm AH5N1, người chăn nuôi gia cầm không được bán chạy gia cầm mà cần báo ngay cho cơ quan thú y hoặc là chính quyền địa phương để phối hợp xử lý, khống chế, ngăn chặn, không cho dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Vì cúm gia cầm là bệnh có thể truyền từ gia cầm sang người và có thể gây chết người. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý cho các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi.